Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại Labcheck, mình là Tuấn Anh. Hiện tại thì mình đang có thử quay một đoạn video ngắn để kiểm tra lại sức mạnh của một cái camera của một dòng flagship đã ra đời 1,5 năm. Thì mình thấy đang đây này, các em có thể thấy là chất lượng video đầu ra đang vẫn rất là tốt luôn. Và đây chính là không phải con nào xa lạ, đính chính là con F22 Ultra 1,5 tuổi. Thực tế ra thì đây cũng chỉ là con Note 20 Ultra phiên bản 5G thôi. Đây cũng là phiên bản cuối cùng trong dòng Note của nhà Samsung. Và tại sao thì mình lại gọi là em này là em S22 Ultra 1,5 tuổi? Vì cách đây một thời gian khi mà mình có làm một cái video unbox con S22 Ultra, thì cái cảm giác đầu tiên khi mà mình cầm con S22 Ultra trên tay là mình nghĩ ngay tới con Note 20 này luôn. Bởi vì là hai máy nó thực sự nó quá giống nhau đi. Và cái điểm khác nhau lớn nhất về thiết kế giữa hai phiên bản này thì có lẽ là cái cụm camera này. Và cái thứ hai nữa là cái viền dưới của con S22 Ultra ấy, thì nó sẽ mỏng hơn và cân đối hơn với cái viền trên so với con Note 20 Ultra. Còn lại thì tất tần tật về thiết kế cả hai mẫu đều giống hệt nhau, từ thiết kế mặt lưng này, mặt trước và có hai viền bên cạnh vắt cong. Và hay cả cái việc mà bút S Pen nó đặt bên dưới như thế này ấy, thì nhiều khi mình còn thắc mắc là liệu nhà Samsung ấy nó có sử dụng lại cái dây chuyền sản xuất cũ của con Note 20 Ultra này, nó để nó sản xuất con S22 Ultra này không nữa cơ. Nói thế thôi chứ tất nhiên con S22 Ultra thì nó vừa mới ra mắt thời gian gần đây thôi mà. Khi mà Samsung khai tử cái dòng Note series thì tất cả các tinh hoa đều được sẽ được dồn vào con S22 Ultra này. Và cái dễ thấy nhất ở đây ấy, là cái việc bút S Pen nó sẽ được tích hợp sẵn theo máy. Nhưng mà hiện tại thì cái giá con S22 Ultra thì đang vẫn khá là cao. Khi theo cái giá mình tham khảo được ở phiên bản thấp nhất là phiên bản 8GB 128 ấy, thì nó phải ở mức giá tầm 25 triệu. Còn bản cao hơn một chút là bản 12GB 256 thì ở mức giá tận 28 triệu cơ. Thì đối với những ai mà thích cái dòng S22 Ultra này ấy, mà không đủ điều kiện tài chính thì cũng có thể tới cân nhắc tới cái điện thoại trên tay mình đây. Mới mượn được ở bên Clickbuy, tính là con Note 20 Ultra 5G 99%. Bản này sẽ là bản Hàn, phiên bản RAM là 12GB này, ROM 256 và được sở hữu một con chip khá là mạnh là Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Hiện tại thì cái mức giá của em này nó đang rơi vào khoảng tầm 15 triệu. Nó thực sự nó khá là nhẹ nhàng và dễ dàng tiếp cận. Chỉ ở cái mức giá mà cận cao cấp thôi, nhưng mà cái trải nghiệm mang lại thì nó không hề thua kém cái các mẫu smartphone cao cấp mà tầm giá trên 20 triệu. Tại sao mình lại nói như vậy thì cùng mình nhìn lại xem em nó có những cái gì nhá. Cái đầu tiên chính là thiết kế. Mình cũng phải thừa nhận là cái con Note 20 Ultra này nó có ngôn ngữ thiết kế quá là đẹp. Dù đã ra mắt hơn 1 năm rồi nhưng mà vẫn là một trong những mẫu smartphone đẹp nhất hiện tại. Đến mức mà về sau này thì nhà Samsung đã mang cái ngôn ngữ thiết kế này lên các thế hệ như là S21 và gần đây nhất là con S22 Ultra. Nó chỉ thay đổi một chút về vài điểm về cái camera này thôi. Cũng đúng thôi, vì cái camera trên con Note 20 Ultra này nó bị chê khá là nhiều khi mà được thiết kế là tương đối dày. Cảm giác rất là cấn cộ, nhất là khi mình đút vào túi mỏng ấy hoặc là đặt trên các bề mặt phẳng. Nhưng mà mình có để ý một điều là cái viền kim loại ở trên dưới ấy, thì nó cũng được thiết kế dày lên một chút, tầm 0,2mm. Phủ hết lớp kính lên là dù đặt trên bề mặt cứng thì cũng không sợ bị xước sát các góc máy. Và với cái thiết kế là toàn bộ bằng kính kết hợp kim loại nên là nhìn cực kỳ sang trọng. Đặc biệt là cái cụm camera khi mà nhìn từ chính diện ấy, nó dày thì nó dày thật đấy, nhưng mà chính cái cụm camera đặt dưới cái lớp kính này là cái điểm là gọi là tạo lên cái ấn tượng nhất ở cái mặt sau này. Cái cảm giác cầm nắm thì nó cũng cực kỳ là thoải mái, dù là mình cầm dọc để lướt TikTok, Facebook hay là mình cầm ngang để chơi game. Phần mặt trước thì chúng ta sẽ vẫn có một cái màn hình cực kỳ lớn với kích thước lên tới là 6.9 inch. Tấm lên là Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải 2K+, và độ sáng thì có thể lên tới tối đa là 1500 nit. Tần số quét màn hình là 120Hz. Có một điểm lưu ý là chúng ta chỉ có thể cái bật chế độ tần số quét cao 120Hz ấy, khi mà cài đặt cái màn hình ở chế độ là độ phân giải Full HD cộng thôi, Full HD cộng trở xuống ấy. Còn ở độ phân giải 2K+ thì nó chỉ cài đặt được ở tần số quét là 60Hz mà thôi. Cái điểm trừ này thì thực sự đã được khắc phục ở các dòng S21 trở đi rồi. Nó hơi đáng tiếc một chút nhưng mà cũng không làm ảnh hưởng nhiều lắm tới cái trải nghiệm tuyệt vời mà con này nó đem lại. Máy chính của mình đang sử dụng ấy là con iPhone 13 Pro. Nhưng mà một tuần trở lại đây khi mà mình cầm con này trên tay này thì mình lại dùng con này nhiều hơn. Nhất là những lúc mà mình thư giãn này, xem phim hay là lướt TikTok. Vì thực sự là cái màn hình này ấy, nó cho cái trải nghiệm phải nói là nó quá tuyệt vời đi. Màu sắc sống động này, hình ảnh có độ sâu nhất là hai phần viền cong này. Mình cũng phải dành một cái lời khen cho nhà Samsung khi mà nó làm cái viền cong này quá là hợp lý. Bề mặt cong này nó chỉ hơi cong nhẹ một chút thôi, nhìn trông khá mềm mại.
nó vừa không gây khó chịu khi mà cầm nắm thời gian dài mà cũng không sợ chạm nhầm vào màn hình nó khi mình sử dụng bình thường ấy. Khi mà mình sử dụng con này ấy, thì cũng có một điểm khiến mình lưu ý. Đó chính là cái ảnh chụp mà trên con Note 20 Ultra này. Mình nhận thấy là khi mà xem lại những tấm ảnh mà mình chụp ở trên máy thì nó cho ra cái lức ảnh thực sự là rất là rực rỡ. Màu sắc cũng như là chi tiết rõ ràng. Nói sao nhỉ? Thì cái ảnh nó chân thực tới mức một cái khó tin luôn ấy. Lúc đầu thì mình nghĩ là do cái màn hình và cái camera này nó đều do nhà Samsung thiết kế nên là nó sẽ giúp hiển thị ảnh nó tốt hơn. Nhưng mà không phải như vậy. Khi mà mình có chuyển ảnh của máy ở máy này sang máy khác ấy, thì chất lượng ảnh nó cũng vẫn tốt như vậy. Do đó thì mình cũng phải thừa nhận là cái cụm camera này nó cũng là một trong những camera tốt nhất, gần như là chất lượng nhất hiện tại bây giờ. Bộ 3 camera với camera chính là 108 megapixel, cảm biến PDIF, chống rung OIS, lấy LED là laser IF, camera tele 12 megapixel zoom tới 50x và camera siêu rộng là 12 megapixel. Thì đó cũng chỉ là những cái thông số khô khan thôi. Cái quan trọng nhất chính là cái những mà cái sản phẩm thực tế mà bộ 3 camera này tạo ra. Những cứ bức ảnh mình chụp bằng con Note 20 Ultra này thì gần như là không cần hậu kỳ mà chất lượng đã cực kỳ tốt rồi. Và chúng ta sẽ cũng có cái khả năng quay video lên tới tận là 8K 24fps. Nhưng mà cái chất lượng quay video ấy thì nó cũng chỉ ở mức đủ thôi cho một chiếc điện thoại flagship, chứ chưa thể nói là nó gọi là đỉnh cao được. Nói đến dòng Note series thì chắc là không thể không nhắc tới cái bút S Pen này rồi. Điều tạo lên thương hiệu dòng Samsung Note đến tận những ngày mà dòng này bị khai tử. Và cái bút S Pen này của Note 20 Ultra này nó được nâng cấp rất nhiều khi được ra mắt. Độ trễ của bút chỉ còn là 9mm và sẽ có tính năng AI dự đoán điểm trạng. Kết hợp với tần số quét cao nên sẽ giúp cho cái trải nghiệm viết, vẽ, thao tác bằng bút trên màn hình thì gần như là sẽ không có độ trễ. Và sẽ cho cái cảm giác tự nhiên giống như là đang sử dụng bút mà viết lên giấy thật ấy. Đặc biệt là sẽ kể đến cái khả năng mà dùng bút S Pen khi mà chụp ảnh. Lần đầu khi mình sử dụng thì khá là gượng nhưng mà khi là quen thì nó rất là tiện lợi. Nó đầy đủ thao tác như là chuyển các chế độ chụp quay này, đổi camera trước sau hay là zoom in zoom out. Ngoài ra thì sẽ có thêm các tính năng hỗ trợ thao tác không chạm bằng bút để điều khiển máy. Ví dụ như là chụp màn hình này, đóng mở ứng dụng. Nhưng mà thực sự thì cũng rất ít người sử dụng đến những cái tính năng này. Tiếp theo là về phần sức mạnh. Thì như bản trên tay mình đây là bản sách tay Hàn Quốc, nên là máy sẽ được trang bị một con chip khá là mạnh là Qualcomm Snapdragon 865 Plus thay vì con chip là Exynos 990 như bản chính hãng. Nên là dù có đã ra mắt được hơn một năm rồi ấy, thì chúng ta cũng không phải lo về hiệu năng. Cái con chip 865 này nó vẫn còn quá mạnh ở thời điểm hiện tại. Với các tựa game như là Liên Quân này, Tốc Chiến này hay là PUBG thì nó vẫn dễ dàng kéo max setting và chiếm mượt mà. Còn với cái tựa game cao cấp hơn là Genshin Impact thì chúng ta sẽ phải giảm đồ họa xuống một chút xíu. Nó sẽ có một nhược điểm là nếu mà chơi game một thời gian dài ấy, thì máy nó sẽ nóng lên khá là nhanh. Nhất là ở cái phần lửa trên cái cụm camera này lên này, đổ lên này. Nhưng mà đa số cái người dùng mà mua con Galaxy Note này về thì nó không phải dùng để chơi game mà, nên là cũng không phải đáng lo. Nếu mà chỉ để sử dụng các tác vụ bình thường thì cái con chip 865 phần lớn nó có thể sử dụng mượt mà ít nhất là từ 3 đến 4 năm tới. Nó chưa kể là cái phiên bản này là phiên bản là 8GB này, 256GB bộ nhớ. Một vài điểm trừ khác là cái con Note 20 Ultra này thì nó chỉ có một cái viên pin là 4500mAh thôi. Và sạc nhanh tối đa là 25W, khá là thọt với những cái nhiều mẫu điện thoại mới ra gần đây, toàn 5.000 hết rồi. Nhưng mà để sử dụng một ngày ấy, với các tác vụ nhẹ nhàng thoải mái thì nó vẫn là ok. Và thêm một điều nữa là vì máy này là sách tay hạt nên là chúng ta sẽ chỉ lắp được một sim duy nhất thôi nhá. Đồng thời cũng không thể sử dụng được một số tính năng như là Galaxy Gift này với Samsung Pay. Nên là anh em lưu ý một chút giúp mình. Cuối cùng còn một vấn đề mà nhiều người quan tâm khi mua máy sách tay kiểu này thì đó chính là cái khả năng hỗ trợ cập nhật. Thì đây cũng không phải là một điểm đáng lo vì là Samsung sẽ hỗ trợ là 35 phần mềm này, 45 bảo mật. Nên là trừ đi cái khoảng thời gian mà từ lúc con này ra mắt ấy, thì chúng ta sẽ vẫn được hỗ trợ khoảng tầm là 25 cập nhật phần mềm này, với gần 35 hỗ trợ bảo mật nữa cơ. Tiện đây thì mình cũng chia sẻ một kinh nghiệm cho những ai có sở thích dùng các dòng điện thoại flagship của Samsung. Đó là các mẫu điện thoại của Samsung ấy bây giờ sẽ đều được hỗ trợ phần mềm thời gian rất là dài. Nên là nếu mà không phải người dư giả về kinh tế thì cứ tính thời điểm ra mắt khoảng tầm 1 năm ấy thì hãng mua. Vừa tiết kiệm được một khoản tiền tương đối, lại có trải nghiệm công nghệ mới. Chứ giá thời điểm ra mắt ấy thực sự nó gọi là hơi chua. Và đó cũng là lý do mình làm video này để đánh giá chiếc Note 20 Ultra 5G sau khi mà ra mắt được hơn 1 năm rồi. Với cái mức giá 15 triệu thì theo mình đây là một trong những chiếc điện thoại đáng mua nhất thời điểm hiện tại. Chúng ta có thể dùng trong khoảng tầm nửa năm nữa rồi lúc đó mình nâng cấp lên con S22 Ultra là hợp lý. Còn nếu mà ai đủ kinh tế thì tất nhiên cứ lên thẳng S22 Ultra từ ngay thời điểm hiện tại thôi. Vì nói gì thì nói mà, những nâng cấp trên con S22 Ultra là quá là đáng để trải nghiệm luôn, đúng không nào? Được rồi, tạm biệt anh em, hẹn anh em một video sau.
Bye.